Da đen, da xỉn màu luôn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ. Rất nhiều chị em đã tốn không ít tiền và công sức để cải thiện làn da đen của mình. Dù vậy, do những nguyên nhân khách quan hay là chủ quan khác nhau mà tình trạng da vẫn không được cải thiện như là mong muốn. Hãy cùng Blog Đẹp đi tìm hiểu những nguyên nhân khiến da bạn bị đen là gì ngay bây giờ nha. Thứ nhất, da đen do các yếu tố chủ quan. Melanin, yếu tố quyết định màu sắc da của bạn. Nguyên nhân chính gây nên da tối màu là do sắc tố melanin tự nhiên của da. Sắc tố này quyết định đến màu da, màu tóc, màu mắt của con người. Melanin là những hạt sắc tố được tạo ra từ những tế bào gọi là melanocytes, tế bào biểu bì tạo hắc tố, được phân bố ở lớp đáy của biểu bì. Màu sắc của làn da được quyết định bởi hai loại melanin là eumelanin có màu nâu đen khiến làn da sẫm màu và phenylmelanin màu đỏ tạo nên sắc hồng cho làn da. Như vậy, những người có làn da sáng là do số lượng phenylmelanin chiếm ưu thế. Ngược lại, khi eumelanin nhiều hơn thì sẽ khiến làn da sẫm màu. Yếu tố chủ quan tiếp theo là do yếu tố di truyền. Màu sắc da của một người sẽ phụ thuộc nhiều vào màu sắc làn da của bố và mẹ người đó. Theo nghiên cứu thì có tới 150 mã gen quy định về màu sắc của làn da bạn. Nếu cha mẹ có làn da trắng thì con cái cũng sẽ được thừa hưởng màu sắc làn da đó. Còn nếu một trong hai người mà có làn da đen thì màu sắc da của con có thể giống một trong hai hoặc là có thể có sự pha trộn màu sắc của cả hai. Nguyên nhân thứ hai gây đen da là do các tác nhân khách quan và môi trường. Thứ nhất, da đen do lão hóa. Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể và nó cũng là yếu tố hàng đầu khiến bạn gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có da sạm đen, xỉn màu. Khi bạn có tuổi, làn da sẽ duy trì độ ẩm kém hơn, quá trình sản xuất collagen, tái tạo tế bào hay là tự sửa chữa cũng chậm lại. Kết quả là tế bào chết tích tụ, da bị khô, các tác nhân gây hại lại có điều kiện tấn công khiến làn da ngày càng sẫm màu. Thứ hai, da đen do ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời là một trong những tác nhân phổ biến có thể gây ra tình trạng da bạn đen. Chúng không chỉ khiến da bị tăng sắc tố, gây nên đốm đen hay các vùng da không đều màu, mà còn phá hủy collagen, dẫn đến lão hóa sớm, nguyên nhân khiến da sạm đen. Thứ ba, da đen do mất nước, thiếu độ ẩm. Để có thể duy trì trạng thái tốt nhất thì làn da của bạn cần được cung cấp đủ độ ẩm. Ngược lại, nếu chúng không được cấp nước, dưỡng ẩm đều đặn và đúng cách thì các tế bào da sẽ bị khô, trở nên xỉn màu. Điều này đồng nghĩa với việc và sẽ dễ bị các tác nhân khiến da sạm đen tấn công. Bởi độ ẩm chính là yếu tố cần thiết để duy trì và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Chưa kể, mất nước cũng sẽ làm giảm lưu lượng máu đến da, từ đó làm bạn trông xanh xao và mệt mỏi. Thứ tư, da đen do sự tích tụ của tế bào da chết. Không loại bỏ tế bào chết tích tụ trên da cũng là một trong những nguyên nhân khá phổ biến khiến bạn gặp phải tình trạng da sạm đen, không đều màu. Ngoài việc ngăn cản quá trình loại bỏ các tế bào chết, xỉn màu, bị tổn thương, để tạo điều kiện cho lớp da mới khỏe mạnh, sáng màu phát triển, thì thói quen này còn có thể dẫn đến mụn, một nguyên nhân có thể hình thành các vùng da sẫm màu. Đặc biệt, sự tích tụ của lớp da chết này thì cũng sẽ làm cho các sản phẩm chăm sóc da khó có thể hoạt động và phát huy hết công dụng của chúng. Nguyên nhân khách quan thứ 5 là da sạm đen do ô nhiễm. Môi trường sống thực sự có ảnh hưởng đến làn da nhiều hơn bạn nghĩ, đặc biệt là khi chúng bị ô nhiễm. Các hạt bụi nhỏ, chất ô nhiễm, kim loại, khói, phóng xạ sẽ tạo ra các gốc tự do trong không khí. Việc tiếp xúc với chúng hàng ngày thì sẽ khiến các collagen bị tổn thương, đồng thời kích thích việc sản xuất các sắc tố khiến da của bạn sạm đen dần theo thời gian. Nguyên nhân khách quan thứ 6, da sạm đen do lối sống không lành mạnh. Lối sống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn liên quan tới cả tình trạng của da nữa. Chính vì vậy, nếu da bạn sạm đen, xỉn màu, thiếu sức sống thì rất có thể xuất phát từ những thói quen này. Thứ nhất là ngủ không đủ giấc. Thiếu ngủ khiến làn da của bạn bị khô, không có đủ thời gian để tái tạo, phục hồi và tự sửa chữa, từ đó dẫn đến da bị sạm đen. Thứ hai, căng thẳng. Căng thẳng cũng có thể làm gia tăng cortisol, một loại hormone có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến da, cũng như quá trình tự sửa chữa của chúng. Thứ ba, ăn uống không lành mạnh. Tiêu thụ nhiều rượu, đường, chất béo không lành mạnh, không bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa, axit béo thiết yếu, có thể khiến da bạn xỉn màu hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng da sạm đen. Vậy thì bạn đã hiểu được vì sao mà da bạn đen qua video này của Blog Đẹp chưa nhỉ? Hy vọng qua video này thì bạn sẽ biết được nguyên nhân khiến da mình đen.
Nếu như là do yếu tố bên trong thì có thể sẽ khó thay đổi. Nhưng nếu do tác động bên ngoài thì hãy tìm cách khắc phục ngay để luôn sở hữu một làn da khỏe đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà Blog Đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.